Phương pháp tác ý trị bệnh. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Bây giờ trong khi mấy con về đây đã thăm đài, có ai hỏi chuyện gì không? Bây giờ các con cứ hỏi ra, con cứ hỏi đi con. Con hỏi lại thầy, thầy cho con hỏi về chuyện này. Được mà, con cứ ngồi đi con. Không có gì, con khác ngồi đi. Con ngồi đi, ngồi đi mà lớn tuổi rồi mấy con đứng rồi nó mệt chứ rồi mất công té rồi không có được, ngồi đi tự nhiên đi. Con nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có đại đức từ mạn sâu nào, con đại từ thương tha thời cho con thành chỉ con đi. Con là hiểu thị tính pháp thân dương hạn này, hiện nay thân con là nó ốm bệnh hay bị thương rồi, nhưng ở trong đầu nó tình trạng của tôi tiểu thư nó cũng bị trật vật, thường xuyên tiểu não thương con theo con đi khám thật sớm để có đuổi bệnh. À, thầy sẽ dạy cho cách thức đuổi cho hết không còn rung nữa à, nó thuộc về hệ thần kinh. Mấy con có đau bệnh gì đó thì mấy con cứ liệt kê ra thầy chỉ dạy cho hết thuộc đúng rồi. Thế này trước tưởng não là thầy dạy cho con biết là đây là nhân quả của con, mà nếu mà chỉ riêng con thương thì con chồng biết bao giờ mà hết được bệnh, con xin tưởng não thương với con, cứu con thì tưởng não hồi hướng cho con để cái nghiệp nhân quả này nó nhanh nhanh tiêu, để con có sức khỏe, có trí tuệ để con làm những phận sự hoàng dương công pháp để báo đáp ơn tưởng não ơn Phật ơn cha mẹ như vậy có biết mà. Thầy sẽ dạy cho pháp, con sẽ phục hồi lại cái cơ thể nó không còn rung, nó phục hồi những cái hệ thần kinh của con mặt nó sẽ không còn rung nữa, nhưng mà phải bền chí tập luyện. Nhưng mà khi mà tập luyện mà đuổi được bệnh á thì con sẽ quyết tâm và an trú được, thì nó lại là một phần ở trong cái con đường tu của con. Thì bây giờ mình gì mình đuổi bệnh mà, cho nên mình thả tập thì nó không khó gì hết nữa. Bây giờ thì coi như là các con sẽ dùng cái cánh tay đưa ra đưa vô. Đầu tiên á, thì mấy con tập thử là đưa tay ra, cũng như bây giờ thầy để này, chúng ta thôi thầy để này. Thầy ra lệnh đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thầy đưa cái tay mặt thầy ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thấy không? Thầy đưa vô. Rồi thầy đưa ra, thầy bảo đưa ra, thầy cánh tay thầy đưa ra. Đưa vô, thì cái ý mà thầy tác ý từng cái hành động đưa ra vô gọi là pháp dẫn tâm hay là pháp như lý tác ý, như cái lý đưa ra đưa vô là đưa ra đưa vô, không hiểu không? Thành ra đưa ra đưa vô, đưa ra đưa vô đều qua cái sự tác ý của mình chứ không phải mình tác ý một lần. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đó là cái câu tác ý dài không? Đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô là cái câu ta ý dài. Đưa ra, đưa vô, thấy không? Các con thấy ngắn có hai từ thôi. Đưa ra thì mình đưa vô thì mình đưa vô. À, rồi bắt đầu sang cái tay bên này cũng vậy. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. À, rồi bắt đầu bây giờ con tắt ý ngắn. Đưa ra, thấy không? Đưa vô, con đưa vô. Thấy không? Bây giờ đủ rồi. Các con biết cái cách thức mà bảo cái cánh tay mình đưa ra đưa vô rồi chứ gì? Bây giờ đuổi bệnh không? Đưa tay ra, cái thân bệnh này cũng như cái thân bệnh con là thân bệnh rung, hãy theo cánh tay mà ra thì con sẽ đưa ra. Thân không bệnh thì theo cánh tay mà vào. Rồi bắt đầu con đưa vô, đưa vào. Thân có cái bệnh rung, cái bệnh rung á thì theo cánh tay này mà ra thì con đưa ra. Cái thân không bệnh á theo cánh tay này mà ra. Cái thân bệnh này á thì theo cánh tay này mà ra. Con cứ vậy, con cứ nhiếp tâm bằng cái tác ý, bằng cái câu tác ý thân bệnh của con. Thì trong khi đó khi mà con nhiếp tâm được ở trong cái cánh tay mà đưa ra vô này, nó không có một niệm gì khởi thì cái bệnh con nó cũng sẽ hết theo. Nó hết theo bằng cái phương pháp tác ý của nó. Con hiểu không? Thì cái thân của con bây giờ chắp tay lên thì nó không còn rung nữa. Và cái đầu con nó cũng không còn lúc lắc nữa. Con hiểu không? Nó sẽ bình phục lại, bình phục cái thân của con. Con nhớ nhớ cái câu không? Dạ, chính thầy là con già con cũng tập như thế nhưng mà nó chẳng khỏi ạ. À, dạ. Mà con tập như vậy rồi hiểu không? Dạ. Mà nó chưa khỏi thì bắt đầu bây giờ đó con tập. À, con tập suốt 30 phút chưa? Dạ, con tập được 30 phút rồi. À, mỗi buổi 30 phút. Nó vẫn có cái thỉnh thoảng, nó vẫn có cái niệm khởi lên. À, nó chưa nhiếp được. Nó chưa nhiếp được. Nhưng mà
con cứ tập, cứ bền chí tập cho nó nhiếp được, tức là nó không còn niệm nữa, thì nó sẽ đuổi cái bệnh con đi. À, nó còn niệm á, tức là nó còn một kẽ hở, nó còn tâm động, cho nên nó chưa. Vậy mà cái bệnh của con ráng cố gắng, phải nhiệt tâm đó không? Bắt đầu bây giờ con thấy bây giờ trong 30 phút mà nó vẫn còn một hai niệm, thì con lui lại, con tập trong 20 phút thôi, đừng 30 phút. Mà 20 phút còn thì con lui lại 10 phút thôi, để đạt được cái chất lượng nhiếp tâm bằng cách đuổi bệnh. Nếu bây giờ thân bệnh này phải theo cánh tay mà ra thì nó con đưa ra, thân không bệnh này đưa cánh tay mà vô thì đừng đưa vô. Và con cứ nhiếp tâm bằng cái câu tác ý thân bệnh, thay vì đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, đưa ra, đưa vô, đưa ra vô, phải không? Nhưng bây giờ đó thì con đưa ra thì con làm, con nhiếp tâm cũng y như kiểu đó, nhưng mà cái câu tác ý con là đuổi bệnh. Thân có bệnh này phải theo cánh tay này mà ra, thân không bệnh này thì theo cánh tay mà vô. Con tác ý vậy rồi con đưa tay vô, đưa ra, mà con giữ gìn trong 10 phút tập tu cái cánh tay đưa ra vô, con chú ý cánh tay đưa ra vô, không có niệm, không có một cái vọng tưởng gì. Chứ còn con đưa ra đưa vô hơi có niệm khởi cái này kia, những lo lắng không biết cái bệnh mình tu dưỡng cái hết xong rồi, thì nó có cái niệm mà nó làm cho cái tâm con nó bị có kẽ hở thì nó không hết. Bởi vì nhiếp tâm được an túi rồi nó mới đuổi bệnh. Nhưng bây giờ vì mình đang bệnh cho nên mình dùng cái câu tác ý đuổi bệnh, và đồng thời nhiếp tâm ở trong cái đuổi bệnh đó, để khi nhiếp tâm được thì đuổi bệnh được. Con hiểu chưa? Đó, thành ra nó ngắn nó gọn hơn. Chứ không khéo thì phải dạy con bắt đầu là phải nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra vô, cho đến khi nhiếp được rồi mới an trú được. An trú là phải theo cái pháp, ví dụ như an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. Không? Mà mỗi buổi, ví dụ như buổi sáng con cố gắng cái thời gian con tu 30 phút, buổi chiều con tu 30 phút, buổi tối 30 phút, buổi khuya 30 phút, lúc nào cũng đuổi bệnh. Chừng nào hết thôi, mà không hết thì tập nữa. Tại vì không hết tôi con xét là nếu mà con nhiếp tâm mà không có vọng tưởng á thì con đã đuổi bệnh rồi, nó chạy mất rồi. Còn gì còn vọng tưởng cho nên nó chưa được. Cho nên nhiếp tâm là có nghĩa là làm cho cái tâm mình nó dính vào trong cái thân hành của mình, làm cho cái cánh tay đưa ra dày với cái tâm của mình nó không có còn một cái niệm gì khác xen vô cái chỗ mà mình biết cánh tay, thì gọi là nhiếp tâm. Còn an trú thì con sẽ nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, thì con nhắc vậy mà con thấy cái trạng thái nó rất an, thiệt an, nó làm cho con rất an ổn, nó không có bị đau nhức, không có bị gì hết trong thân con, không có bị mệt nhọc, không bị, thì đó là nó đã an trú. Còn nó chưa có thì nó chưa an trú, nhưng mà phải tập cho nó được an. Còn bây giờ mình đuổi bệnh, mà khi mà đuổi bệnh thì nó nhiếp tâm ở trong cái đuổi bệnh, mà cái nhiếp nó không có niệm, nó không có cái niệm nào khởi trong tâm con, thì lúc bây giờ cái bệnh con nó sẽ hết. Mà nó sẽ hết thì nó là sự an trú, còn biết nó không còn đau nữa là nó đã an trú ở trên thân con rồi. Cho nên con phải tập lại kỹ, tập đừng cho niệm. Bởi vì bây giờ thế gì bây giờ 30 phút thì con bị niệm, có niệm xen vô, mà có thể buổi sáng con không niệm nhưng buổi chiều bị niệm, hay là buổi tối bị niệm, ví dụ như nó bị niệm nó vô vậy là con bị bệnh hết. Cho nên do đó nó còn phải tập nhiếp tâm cho kỹ nữa. Cho nên ở đây có những người người ta chưa có tứ thần túc, nhưng mà vì người ta nhiếp tâm không vọng tưởng mà người ta đuổi được bệnh. Mấy con xé đó, mấy con thấy. Con kính thưa thầy là có lúc thì con tập như thầy nói, có lúc con đang tập thế này thì tự nhiên nó lại khởi nên nó đau hết cả người, thì con cũng tác ý đưa tay ra đưa tay vô, và con bảo là cái thân này không được đau nhức theo tay để ra ngoài, còn mấy an tịnh chân này đưa tay vô thì hết, đưa tay vô thì như thế thì cũng phải đến 10 phút nó mới an, nó không đau nhức nữa. nó đánh lại con đó, vâng. Con đuổi nó đánh vô đó, vâng. Nó nếu mà nó không khởi đầu này nó không giận, ví dụ con bảo hào tu, con bảo cái đầu này á bình thường không được run không được giận nữa, thì nó không run run giận thì một lúc nó đau hết cả người. Đánh vào cái góc độ ra, bởi vì vâng. Cái đó là cái nghiệp của con, dạ. Cho nên nó chưa có chuyển nghiệp. Và đồng thời thì cái sự nhiếp tâm của con còn cố gắng con nhiếp, đừng có niệm. Đó là cái thứ nhất, trong khoảng 30 phút không có niệm thôi, con chỉ cần biết cánh tay đưa ra vô thôi, không? Rồi kế đó thì con sống một đời sống coi như là thọ bát quan trai. Con tập dần bắt đầu con thay vì con ăn ngày một bữa như ngày thọ bát quan trai, nhưng mà vì con còn uống thêm cái gì đó trong cái buổi sáng
hoặc là buổi chiều thôi, uống thôi chứ đừng ăn, ăn chỉ ngàn bữa thôi. Rồi con tập nó sẽ làm được, nó sẽ hết. Con tin rằng, con chiên rằng được, rồi con nhiếp tâm cho được, ráng cố gắng lui trở lại cho đến khi nó đạt được cái chất lượng nhiếp tâm mà không có niệm. Rồi con dần con tăng lên cho đến khi mà hoàn toàn nó đúng 30 phút thì lúc bây giờ là mình con đuổi đi được rồi. Nhớ tập cực kỹ ở chỗ cái phần nhiếp tâm đó rồi. Nhiếp tâm bằng cái câu tác ý đuổi bệnh. Lấy cái câu đó. Vì lý dân con cũng nhớ.